Nếu như bác nào mà thích về màu trắng này thì em có rất là nhiều sự lựa chọn về màu trắng này, phong thủy của khách hàng nhà mình. Ví dụ như Kia Morning, Cruise trắng, Avel hoặc là Hyundai i10. Thì hôm nay em đánh ra đây một chiếc xe Avel đời 2017 số sàn, trang bị động cơ là 1.4. Giá em Lê Hương đang bán là 245 triệu. Với lớp sơn màu trắng rất là đẹp. Một chiếc Avel bản lắp ráp trong nước, 5 chỗ ngồi. Thì các bác nhìn cho em này, form dáng này, đặc trưng của Chevrolet luôn. Mặt ga lăng với những cái đường dập lồi này, đèn gầm đầy đủ này, đèn pha này, đèn halogen siêu sắc nét, không hề hấp hơi hay là mờ nước. Các bác này, em zoom cận bên trong còn không có vết xước luôn, rất là sắc nét luôn. Tất cả những khớp lối rất là khít rồi. Đến cái phần cua lốp thì nó sẽ có những cái vòng lên như thế này, tạo cái điểm nhấn của xe nhé. Đời 2017 mà giá chỉ có 245 triệu. Một dàn lốp thì các bác cứ hình dung cho em là đút túi luôn tiền một dàn lốp mới rồi. Đút vào túi đi ạ. Lốp mới thay luôn, là các bác nhìn này, râu này, tua rua này, những cái khe rãnh còn rất là sâu này. Phanh ABS chống bó cứng này, na răng thể thao này. Em zoom sát điện thoại vào trong gầm bệ để các bác còn xem nhé. Những bác nào ở xa này, các tỉnh thành lân cạnh mà chưa trực tiếp về xem xe được thì cũng có thể qua video của em Hương để chốt xe, đặt cọc xe, rất là ok luôn. Chỉ số của gương thì em cũng cam kết là từng cái chỉ số gương là cái gương bé nhất cũng là gương liền đời trong xe cho em. Này, các bác nhìn này, còn có cái gương lồi này, lắp cái gương lồi này vào. Khi các bác đi xe nhìn ở đây, cái điểm mù rất là dễ nhìn luôn ạ. Gương kính thì là cụp chỉnh auto tự động cho em. Một chiếc xe 2017 còn nguyên bút chấm sơn QC của nhà sản xuất. Táp ly đây. Phần này là phần nhựa cứng này, phần đề này, phần dạ, phần là vải nhá. Vải này, nhựa cứng này, tay nắm cửa các bác nhìn cho em này, sáng choang luôn. In hẳn cả hình người em Hương trên đây này. Gương kính cụp chỉnh này, hạ kính auto tự động cho em. Tất nhiên phải là keo chỉ zin rồi. Kể cả bút chấm sơn các bác nhìn cho em này. Đó, bút chấm sơn này. Bấm đinh tán này, gioăng cửa này, đèn cảnh báo khi các bác mở cửa này, lỗ thoát nước tròn xe cho em. Chỉnh ghế là chỉnh bằng cơ, không phải chỉnh điện nhưng mà cũng rất là dễ dàng. Đây, móc khóa cửa, ốc bản nè, từng con ốc nhỏ nhất còn zin đẹp cho em. Bước vào khoang bác tài, khi mà ghế lái bác tài đây thì vô lăng cực kỳ nhỏ gọn, không hề bị ẩm. Bác tài cũng không thích nắp cả áo ra nên là cái vô lăng cầm rất là nhỏ gọn luôn. Vô lăng thì thiết kế thành 4 chấu như thế này, có phím bấm này, túi khí an toàn ở giữa này, Chevrolet này, cụm đồng hồ đây ạ, hiển thị tất cả luôn. Odo hay là xăng hay là km vận hành đều hiển thị ở đây luôn nhé. Điều hòa và các thanh hướng gió này hoạt động hoàn toàn bình thường cho em. Hỗ trợ đầu DVD trước này thì chưa có màn hình giải trí này. Nếu như bác nào thích, em tặng luôn một chiếc màn hình giải trí luôn, tặng luôn. Điều hòa cũng chạy bằng cơ như này, gió này làm bằng cơ, các cái như kiểu là lấy gió vị trí xây thử kính chạy bằng cơ thôi. Bật như bật quạt trần là nhà rất là dễ hoạt động sử dụng này. Làm lấy gió thì có 4 cấp rất là mát này, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, có tẩu thuốc cho em nhé. Bác nào mà hay hút thuốc thì có thể gạt vào đây này. Cái này là tẩu thuốc này, cái này là gạt tàn này, rất là tiện lợi luôn. Củ số đây, củ số như vậy là 6 cấp này, củ số 6 cấp áo da cũng còn tương đối mới, tương đối thôi, chứ còn nó cũng hơi một chút thôi, thời gian có thể bác tài ấy này, còn nó hơi nhăn một chút thôi chứ còn rách thì không rách ạ. Tay phanh đây, sắc nét hoàn toàn này, ghế da cực kỳ chắc chắn này. Trần thì cũng được bọc cho em ly lông rồi, trần lì bọc ly lông sạch sẽ này, đèn trần hoạt động hoàn toàn bình thường nhé. Những cái tiểu tiết như vậy thôi. Đây, gương các bác nhìn gương này, phần nào cũng có gương luôn. Trang điểm, xe điểm, ghế da cực đẹp, táp lô không còn điểm gì để chê. Nói chung là về option hay chế độ thì Avel nó chỉ mang đến cho lại mình một cái cảm giác là đi chắc xe, đầm xe, số máy ngon. Còn nếu như mà muốn hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng thì nó phải rơi vào những cái dòng thể thao hoặc là đời hoặc là cái dòng khác. Còn Avel thì nó đánh trực tiếp vào khoang lái, cảm nhận của người ngồi, người lái xe khi điều khiển xe. Táp ly cửa các bác nhìn này, móc khóa sáng này, từng con ốc trên cánh bản nè, cánh cửa đây ạ. Phần này là phần dạ, phần vải này, trên đây là phần nhựa cứng nhá. Keo chỉ zin này, móc khóa trẻ nhỏ thông minh đây ạ. Đây, lỗ thoát nước các bác nhìn cho em, tròn xe không hề bị dỉ xét. Ghế da thì đẹp căng rồi. Đời 2017 với cái dàn lốp mới đẹp đẹp cho em. Màu trắng, các bác có thể đi gia đình, đi dịch vụ, rất là ok nhé. Một chiếc Chevrolet Avel.
mở khoang cốp, các bác ấn chìa khóa cho này nhé. Mở nhẹ một phát là lên luôn. Đây, mở khoang cốp, ấn chìa khóa như thế này. Với khoang cốp của chiếc Avel này, nó là bản sedan nên khoang cốp cực kỳ lý tưởng cho em. Dài, rộng, sạch sẽ luôn. Bên trong khoang cốp rất là sạch sẽ này. Lốp sơ cua gần như là chưa hạ này. Các bác nhìn cho em này. Lốp sơ cua này gần như là chưa hạ, còn mới đẹp cho em luôn. Sàn bẹ đây này, rất là đẹp luôn. Từ cái thảm chống nóng giảm nhiệt phía khoang cốp còn nguyên này. Keo chỉ zin này. Từng cái lốt cắt của nhà sản xuất đây. Còn rất là đẹp nhá. Này, lốt cao su cũng còn, máng nước này. Đó, các bác nhìn thấy chưa ạ? Máng nước này. Mở cốp bằng khóa điện. Với chiếc xe này thì chưa có mắt cảm biến va chạm này. Nhưng được cái là có cái cụm thiết kế đèn hậu này, cực kỳ to bản, giống như cái oản luôn. Rất là to bản, sắc led hai màu trắng đỏ rõ ràng. Đứng góc nghiêng như này cho các bác xem luôn cả góc nghiêng của xe này. Tất cả những đường dầm nổi đây rất là sắc nét luôn. Đấy, riêng phần khoang chỗ bánh cốp mà lốp này nó sẽ cua vòng lên như này. Sắc nét cho em. Đây các bác nhìn đấy ạ, la răng thể thao. Phanh thì có hai bánh trước là phanh ABS, hai bánh sau là phanh tang trống. Vỉ chắn mưa đầy đủ luôn. Táp ly thì đẹp căng, mở cửa nhẹ nhàng, không cót kết quạt kẹt gì đâu ạ. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh. Các bác chốt cái móc này vào thì trẻ con sẽ không thể tự ý mở cửa khi mà bố mẹ đang lưu thông. Các bác nhìn này, đấy, bút chấm sơn này, keo chỉ zin này, đi một thẳng một hàng cho các bác xem. Đóng cửa chắc lịch luôn, thân vỏ thì rất là dày luôn. Avel mà Chevrolet Avel các bác chỉ cần search lên một phát thôi là thông số, chú ý nó ra đi tiết kiệm như thế nào, điểm mạnh là cái gì. Đây các bác nhé, đây nhìn em này, bản này là bản Nhật Hàn rồi. Túi khí an toàn này, điều hòa này, táp lô này. 245 triệu. Quá là rẻ cho một cuộc tình. Thì với giá 245 triệu thôi ạ. La răng các bác nhìn cho em này. Phanh ABS này, lốp này, một dàn lốp rất là mới rồi. Những bác nào thật sự yêu thích chiếc Avel này, nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Địa chỉ bày bán bên em 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Em sẽ mở khoang động cơ máy móc lên. Trái tim của chiếc xe đấy ạ. Xuống tiền chốt cọc hay không, mua xe giao dịch có thành công hay không, nó phụ thuộc hết vào bên trong khoang động cơ máy móc đấy ạ. Khoang động cơ máy móc của chiếc Avel, mặc dù là một chiếc xe mộc vừa mới về thôi, nhưng phải nói là cực kỳ xinh xắn nhá. Xinh gái sạch sẽ cho em này. Các bác nhìn cho em này. Động cơ ắc quy này, bút chấm sơn này, các bác nhìn này, bút chấm sơn này. Nhìn sâu bên trong vẫn còn nguyên bút chấm sơn, khung răng sắc xi, không hề đâm xô, không hề gì dầu này. Quay cho các bác tai đèn bên đây để chứng minh một điều là xe không hề bị đâm xô nhá. Cam kết thì em vẫn cam kết bằng giấy tờ cho mình rồi, chứ không phải là nói suông. Nhưng nhiều bác vẫn muốn là xem trực tiếp với tay nghề cũng như với kinh nghiệm lái xe lâu năm của mình. Các bác vẫn thích xem trực tiếp hơn. Còn người bán thì lúc nào cũng nói đẹp đúng không ạ? Các bác là sẽ nghĩ là như vậy đúng không? Các bác sẽ nghĩ rằng người bán thì lúc nào sẽ nói là xe đẹp. Nhưng đối với em Hương, chiếc nào đẹp thì em sẽ nói là đẹp, chiếc nào vừa thì em nói là vừa. Còn đối với đời đâm xô hay là ngập nước thì em đã không bán rồi. Không làm việc với cái trình độ đâm xô ngập nước em đã không làm việc rồi. Vừa rồi em đã quay một video chi tiết nhất về chiếc Avel đời 2017 số sàn, giá chào bán là 245 triệu, trang bị động cơ 1.4, bản lắp ráp trong nước. Nếu như bác nào thật sự yêu chí và yêu thích và thiện chí, nhấc máy lên và gọi cho anh em cho ngay nhé. Địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong sẽ nhận được tất cả những phản hồi tích cực từ khách hàng nhà mình, những cuộc gọi thiện chí ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.